Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Cây cảnh hợp tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, mang đến sự may mắn và thu hút tài lộc cho gia chủ. Cây cảnh hợp tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, mang đến tài lộc, may mắn, thịnh vượng đã và đang là chủ đề rất được nhiều người tuổi Bính Tý quan tâm. Những ai muốn mua quà tặng cho người tuổi Bính Tý cũng rất quan tâm đến các loại cây phong thủy này. Người sinh năm 1996 tuổi gì, thuộc mệnh nào? Những người sinh năm 1996 thuộc tuổi Bính Tý, bản mệnh của tuổi Bính Tý là mệnh thủy, cụ thể là giang hạ thủy, nước cuối sông. Trong ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc, kim sinh thủy, ngũ hành tương khắc, thổ khắc thủy. Tính cách của người sinh năm 1996 Bính Tý. Người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 có tài ngoại giao, cũng như linh hoạt trong mọi tình huống ứng xử. Cuộc sống của những người tuổi này như bản tình ca vui có, buồn có, cao trào có, trầm bổng có. Nói cách khác, cuộc sống của những người sinh năm 1996 không khỏi rối ren, bạn bè chỉ dừng lại ở mức xã giao. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực cố gắng hết mình cùng sự giúp đỡ của các quý nhân mà người tuổi Bính Tý đều dễ dàng vượt qua. Những loại cây cảnh hợp tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Nếu bạn đang có nhu cầu chọn cây phong thủy cho người sinh năm 1996 thì nên lựa chọn những loại cây phong thủy thuộc hành thủy, hành kim, tránh những loại cây thuộc hành hỏa. Bạn có thể tham khảo một số loại cây dưới đây. Cây bạch mã hoàng tử, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Nếu bạn đang tìm kiếm cây phong thủy hợp với tuổi Bính Tý thì đừng bỏ qua loại cây bạch mã hoàng tử này. Bạch mã hoàng tử có thân màu trắng, tông màu thuộc hành kim, cực kỳ may mắn với người mệnh thủy tuổi Bính Tý. Người sinh năm 1996 trưng loại cây này sẽ dễ dàng thăng tiến, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và dễ dàng có được cuộc sống vương giả của tầng lớp quý tộc. Sen đá các loại, cây phong thủy hợp tuổi Tý sinh năm 1996. Sen đá dù có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng nó lại là biểu trưng của sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường nhờ khả năng sinh tồn trước điều kiện khắc nghiệt. Các loại sen đá có nhiều kiểu dáng khác nhau, tuy nhiên, người tuổi Bính Tý nên chọn những cây sen đá có màu trắng hoặc màu xanh dương, sẽ phù hợp với mệnh của mình. Cây nhất mạt hương, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Cây nhất mạt hương hay sen thơm là loại cây cũng khá phù hợp với người tuổi Bính Tý. Loại cây này sở hữu mùi thơm rất đặc biệt và dễ chịu. Người sinh năm 1996 đặt cây nhất mạt hương trên bàn làm việc sẽ giúp cải thiện tinh thần, giảm stress. Hơn nữa, cây hợp tuổi Bính Tý nên sẽ giúp tinh thần cảm thấy sâu sắc và vĩnh cửu hơn, mang nhiều tiền tài, danh vọng cho bản thân người sinh năm 1996. Cây trúc phát tài, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Trúc phát tài còn được gọi là cây tài lộc. Đây là cây cảnh phong thủy được nhiều người yêu thích, thường dùng để trang trí trong nhà, văn phòng bởi ý nghĩa tốt đẹp của nó. Cây tài lộc rất hợp với người tuổi Bính Tý, với ý nghĩa hỗ trợ người tuổi này gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Cây ngũ gia bì, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Cây ngũ gia bì là loại cây phong thủy về chủ đề sức khỏe cho người sinh năm 1996. Người tuổi này trưng cây ngũ gia bì trong phòng khách hay bàn làm việc sẽ giúp cho tinh thần gia chủ luôn được thoải mái, thư thái, làm việc hăng say hơn, hiệu quả hơn. Hơn nữa, cây ngũ gia bì lọc không khí tốt, đảm bảo sức khỏe cho gia chủ. Cây giúp người sinh năm 1996 có nguồn năng lượng dồi dào, giúp củng cố tinh thần, gắn kết yêu thương của các thành viên trong gia đình. Cây cung điện vàng, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Cây cung điện vàng mang lại vẻ đẹp tươi tắn, mang đến không gian xuất hiện không khí sôi động, làm cho tinh thần của bạn thêm phấn chấn, thư giãn trong môi trường làm việc căng thẳng. Trong phong thủy có ý nghĩa trừ tà, xua đi những điểm xấu, đem đến sự may mắn, tốt lành, thịnh vượng cho gia chủ. Cây ngọc bích, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Nếu bạn đang tìm kiếm cây cảnh hợp tuổi Bính Tý thì đừng bỏ qua cây ngọc bích. Loại cây này mang đến cảm giác dễ chịu, tinh thần được sảng khoái. Đối với tuổi Bính Tý thì cây cảnh còn tượng trưng cho tình bạn, cho tuổi trẻ và sự vĩnh hằng, đồng thời mang đến sự may mắn, tiền tài cho gia chủ sinh năm 1996. Cây cọ nhật, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Cây cọ nhật mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng.
cây luôn tràn ngập sức sống, bởi vậy được nhiều người tuổi Bính Tý lựa chọn làm cây cảnh trang trí nội thất văn phòng hay để bàn làm việc. Người tuổi Bính Tý trưng cây này sẽ được cổ vũ tinh thần, ý chí kiên cường, luôn vượt qua nghịch cảnh để đạt đến thành công. Chúng được coi như một loại cây cảnh đem đến may mắn, tài lộc cho gia chủ sinh năm 1996. Cây vạn tuế, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Cây vạn tuế là loại cây có ngoại hình ấn tượng và sang trọng, mang đến cho gia chủ tuổi Bính Tý một sự nghiệp vững vàng và gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, vạn tuế còn giúp cân bằng khí âm dương trong phong thủy. Cây vạn tuế có khả năng trừ tà, xua đuổi xui xẻo, mang đến may mắn và bình an cho gia chủ sinh năm 1996. Cây phát tài, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Cây kim phát tài, còn có tên gọi khác là cây kim tiền, sẽ là cây phong thủy để bàn làm việc, phòng khách rất tốt, được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những người sinh năm 1996. Sở hữu chậu cây kim tiền phong thủy này sẽ giúp gia chủ tuổi Bính Tý luôn thịnh vượng, bình an, tiền tài kéo tới không ngớt, giúp gia chủ đi đúng hướng, đầu tư đúng cách để có được giàu sang, phú quý. Cây hoa hồ điệp trắng, cây cảnh hợp tuổi Bính Tý. Lan hồ điệp trắng hợp với những người sinh năm 1996 tuổi Bính Tý, giúp người tuổi này gặp nhiều may mắn, biểu tượng cho sự khiêm nhường, tinh khiết. Màu trắng biểu thị cho sự giàu sang phú quý. Hơn nữa, hoa lan trắng chính là đại diện của sự ngây thơ, xinh đẹp và trang trọng. Nó bắt đầu cho một giai đoạn, một thời kỳ mới, đem đến nhiều tài lộc, may mắn cho người tuổi Bính Tý. Trên đây, chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu về các loại cây phong thủy phù hợp với tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Hãy tham khảo và chọn cho mình một loại cây phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!